Đây là Zippo, bàn của chú tặng chú. Có cái hiệu là G Zippo 09. Của cháu là Y Zippo 08. Cái này tuyệt lắm. Nó là mà Zippo Harley Davidson. Được gửi về từ Thụy Sĩ. Nhìn ở dưới chắc không đọc được đó. Theo chú thì cháu không nên bán làm gì, mà nên tìm thêm thôi. Đã thích thì không nên bán. Cái này của chú cũng như là báu vật vậy đấy. Chú thường đeo nó bên người, mua một cái bao da và đeo theo bên người như đeo điện thoại vậy. Nhưng mà điện thoại thì chú đút túi quần, chú không thèm đeo. Nhưng mà cái này thì chú phải đeo, không sợ mất. Mất thì tiếc lắm. Quà kỷ niệm mà. Bạn chú hứa còn gửi về cho chú một cái nữa đấy, nhưng phải chú phải chờ đợi. Niềm vui cũng cần phải chờ đợi vậy nha.